là đốm lửa hồng, để hơi ấm lan hạnh phúc trong lòng ta. Niềm vui ta đã có, buồn đau như cơn gió, bên nhau nhé mai kể những câu chuyện này. Bạn thân ơi, dòng sông trôi sẽ là những bên bờ mới, buồn vui trong cuộc đời như sóng trôi. Ngồi bên nhau, tựa vai nhau, mọi gian khó tan rồi đây, lấp lánh nụ cười trong giấc mơ. Bạn thân hỡi, ngày thanh thơi là ngày vui sống trong hạnh phúc. Tiếng vui mọi ngày bạn với tôi. Trôi qua hết những ngày tăm tối, ngày đây nắng xanh sẽ tới. Chúng ta sẽ phải hạnh phúc. Em muốn tất cả chúng ta mãi mãi là sinh viên. Em muốn tụi mình quay trở lại 20 năm về trước. Em không thích bây giờ, em ghét bây giờ, em hận bây giờ. Nhóm chơi hột, 5 người như một. Mà mặt Lê yểu xìu vậy Lê? Lê có cần chuyên gia tư vấn tình cảm không? Em tư vấn miễn phí. Tào lao quá. Cô lo chốt đơn nhiều giùm tôi. Tôi đợi ơn cô rồi. Không có cần phải lo chuyện gì nữa hết á. Em biết rồi, chị cứ yên tâm. Cô Lê ơi, cô Lê. Con chào cô Lê, em chào chị Giao. Cuối tuần á, đòi qua cô Lê để học vẽ. Ủa chị, tiệm mình trở thành xưởng vẽ luôn rồi hả? Hết mấy đẹp trai, bây giờ thì tới cháu cua te thi nhân tới dễ. Lo đi soạn đồ giao, để giao cho người ta đi cô Giao. Nhiều chuyện quá nghe Giao. Cô Lê, idol của con mới ra bài hát mới á. Cô muốn nghe idol con hát không? Cho con xin điện thoại của cô đi, con mở cho cô nghe. Chứ điện thoại của con đâu? Chơi game mất kiểm soát, mất quyền giữ điện thoại rồi. Mẹ, cho con mượn điện thoại của cô Lê nha mẹ. À. Cảm ơn mẹ. Nè, chết ít thôi nha. Chơi nhiều quá, mất công bị mẹ tịch thu luôn điện thoại của cô á. Mẹ con quyền lực lắm. Ok cô, con cảm ơn cô. Uống ly cà phê là vậy? Được cam. Ok, có cam. Chuyện nữa, dạo này nó vẽ tranh khỏa thân gì đó, tôi thật sự rất là sốc. Nó nói là vẽ tranh khỏa thân để biết kỹ thuật vẽ gì đó, rồi mấy đàn chị chỉ cho nó kiến thức khoa học về cơ thể con người. Tôi rất lo. Học vẽ thì vẽ tranh khỏa thân, có gì đâu mà lo. Chuyện đó là bình thường mà, cái đó là kiến thức khoa học đó. Nhưng mà nhiều thứ để vẽ mà, sao lại vẽ thứ đó? Vẽ tranh khỏa thân là cách học tốt nhất để biết về tỷ lệ của con người. Thì tôi không có biết. Bà biết á, thì bà ngó nghiêng dùm tôi cái, quan tâm giúp tôi. Vậy mà hôm bữa hả, có người làm đùng lên cái chuyện mà tôi cho thằng Hương bao cao su. Trời ơi, cái đó là bà quan tâm quá lố, ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn á trời. Thôi đi, bà này cố hủ quá à.
mấy đứa nhỏ bây giờ cần mình phải cởi mở hơn, bà phải cập nhật để dễ dàng tiếp cận tụi nó, biết không? Ờ, thì tôi mới nhờ bà đó. Tôi gửi nó ở đây, tôi đi công chuyện xíu. Ừ, được thôi, với một điều kiện. Trả phí đây, phí bảo mẫu nè, phí giáo viên dạy dẻ, phí làm chuyên viên tư vấn tuổi dậy thì. Ừ. Thôi đi, đừng có mà trục lợi tôi. Xin. Vậy đi nhanh đi, ở đây hồi bị trục hết luôn á. Đây ạ. Ê, gì? Kêu làm nước cam cho đã không uống vậy? Mẹ đi nhanh con. Ừ, dạ, bye mẹ. Mà cô chọc con hoài à, làm con hết hồn. Cô Lê, nãy giờ có ai gọi cô á? Dạ, điện thoại cô nè. Sao người lớn cứ hay thở dài vậy ta? Con không thích làm người lớn đâu. Nhưng rồi con cũng phải làm người lớn thôi. Con không thích lớn lên đâu, làm người lớn mệt lắm. Nhưng mà con cũng buộc phải trở thành người lớn, rồi con cũng sẽ phải như cô, biết không nhóc? Đó, làm người lớn đến nói chuyện cũng nhức đầu nữa. Thôi, để con tìm chị Giao, con xin chị mấy miếng giả dụng để về con thiết kế đồ cho búp bê. Con bé này đang tìm hiểu cái game gì mà ghê quá vậy ta? Làm cái này cảm xúc phải ổn định. Bình thường thấy chú mày quản lý cảm xúc giỏi lắm mà, sao nay tâm lý bất ổn vậy? Anh thấy chú mày tâm trạng không tốt, tâm lý không được thoải mái thì làm sao có ý tưởng để mà sáng tạo. Thôi nghỉ đi, khi nào tinh thần ổn định có hứng thú thì làm tiếp. Mà nè, có chuyện gì nói anh nghe coi. Em đang không biết có cách nào kiếm được nhiều tiền không. Mày cần mấy chục hay là mấy trăm triệu? 2 tỷ. 2 tỷ? Alo, tôi nghe nè Lê. Alo bà ơi, cái chuyện mà bà nói với tôi về con bé Tú á, hồi nãy tôi mới thấy nó ở trong group game gì mà trò chơi chết chóc gì, rồi khoe nhau gạch tay gạch chân gì tùm lum hết á bà. Cái gì? Trò chơi chết chóc hả? Tụi nó nhắn tin gì cho nhau là chơi thử thách theo phim kinh dị, hẹn nhau ra ngoài nghĩa trang, rồi lấy dao lam rạch tay rạch chân gì tùm lum hết trơn á. Mà chưa hết đâu, cái chuyện kinh khủng hơn nữa là đứa nào mà tự tử trước là đứa đó chiến thắng nữa. Cái gì?
Sao không nghe máy vậy ta? Cỏ non xanh rợn chân trời, cành lê trắng trẻo, bồi hồi chi đây? Em đang rối bời hết đây, anh còn chọc ghẹo em nữa. Người ta bảo là lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Em gái tôi lúc đi hết mình, lúc về như mất hồn thế này. Anh này, em đã nói là em đang không vui rồi, anh còn chọc ghẹo em nữa. Bây giờ em quạo rồi nè, anh vừa lòng chưa? Em gái tôi trúng cái ngải gì mà dữ vậy ta? Hả? Em. Dạ anh Hoài, anh cần gì? À, có Lê nhà không em? Em không biết. Em nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Không biết nữa. Em biết Lê đi đâu không? Em chịu. Từ lúc chị Lê đi Bảo Lộc về tới giờ, em thấy chị Lê cứ khác khác làm sao á. Lúc nào cũng ngồi suy tư một mình, không còn cái vẻ hồn nhiên, líu lo như lúc trước nữa. Em cũng thấy hơi lo. Cảm ơn em. Nhìn cái chanh á, là thấy không ưa rồi. Nhìn đẹp hơn hẳn. Cười lên đi, cho răng mình sáng bóng. Cười lên đi, cho thoải mái tâm hồn. Cười sao được mà cười nữa đây. Thế là có tương tác với xã hội rồi đấy. Tôi thấy cô ngồi lù lù một đống từ sáng đến giờ ấy, tôi tưởng cô hóa thành hòn vọng phu rồi chứ. Sao em? Từ cái vụ đi chơi về, anh thấy cô có nhiều tâm sự lắm nha. Cô với anh chàng kia có chuyện gì hả? Có chuyện thì đã sao hả anh? Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một giấc mộng đêm hè. Rồi cũng phải tới lúc tỉnh mộng thôi. Tổ ơi, có đau là có thực em ạ. Em về rồi à? Anh vừa hâm cơm xong, chanh thủ còn nóng á, ăn cho nó ngon. Hai đứa nhỏ đâu anh? Ăn cơm xong rồi nó lên lầu rồi. Anh nè, tụi mình nói chuyện với nhau một chút được không? Ai buộc thì người đó cởi. Lê, sao em chánh mặt anh vậy? Cả ngày hôm nay anh gọi điện, em không bắt máy. Đi qua cửa hàng của em, cũng không biết em đi đâu. Sao em chánh mặt anh vậy Lê? Chẳng phải là em đã nói với anh rồi sao? Sau khi rời khỏi Bảo Lộc, tất cả mọi chuyện bỏ lại ở đó mà. Nhưng mà anh không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Em hiểu tình cảm của anh dành cho em mà. Lê, đừng có tránh mặt anh nữa. Em đã nói rõ mọi chuyện với anh rồi mà, anh còn tìm em để làm gì nữa? Nhưng mà tình cảm đó,
đâu phải nói muốn dừng là dừng được đâu em. Lê, rốt cuộc tình cảm của em dành cho anh là gì? Không là gì cả, chỉ là vui chơi qua đường thôi. Vừa lòng anh chưa? Anh đi về giùm em đi. Em anh Hoài, anh Hoài, anh bị sao vậy hả? Anh có sao không? Anh Hòa, anh Hòa, anh Hòa. Sao thế? Đèn lấy hộp y tế. Anh không sao đâu, ngồi chút xíu sẽ khỏi thôi mà. Anh bị chảy máu mũi như vậy rồi mà còn nó không sao là sao hả anh? Anh bị bệnh phình mạch, mỗi lần căng thẳng máu mũi nó chảy ra, chút xíu sẽ khỏi thôi. Giờ phải làm sao đây hả? Anh không sao. Lê ơi, xin em đừng có nói những lời như vậy nữa, chịu không có nổi. Rồi rồi rồi, em sẽ không nói nữa, em sẽ không nói nữa nha. Anh nghỉ ngơi một chút, em sẽ đưa anh về. Em biết anh rất bận, vừa lo cho gia đình, lo cho hai đứa nhỏ. Em muốn nói là em không có thời gian nhiều ở bên cạnh ba cha con. Anh có thấy dạo này tụi nhỏ nó khác thường không? Không, anh thấy con bình thường mà. Em thấy con có vấn đề hả? Dạ không, chỉ là em lo thôi. Tại em thấy anh cũng bận việc, em cũng bận việc, cho nên không ai lo cho tụi nhỏ. Đáng lẽ ra việc chăm sóc con không phải là trách nhiệm của riêng mình anh, còn của cả em nữa. Một mình anh không thể nào nhìn thấu suốt tất cả mọi việc. Em không có ý đó, chỉ là em thấy tụi nhỏ nó gần gũi với anh nhiều hơn. Em nghĩ anh sẽ nói chuyện với nó sẽ nghe. Nhưng mà rốt cuộc con gặp vấn đề gì? Đâu phải có vấn đề gì mình mới quan tâm đâu anh. Con mình giờ đang độ tuổi nổi loạn, mình phải nói chuyện với nó, phải gần gũi, phải bầu bạn với nó. Như vậy có phải tốt hơn không anh? Anh đồng ý với em. Ngay bây giờ em bắt đầu bầu bạn với con là vừa rồi. Anh rất vui khi em cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cùng anh. Vậy nha. Em gọi xe về là được rồi. Em sợ anh lắm sao? Em vào nhà đi, ít nhất cũng uống một ly trà theo dõi bệnh nhân mình như thế nào để hắn đi chứ. Tự nhiên đòi kiếm tiền nhanh vậy? Bộ chú chán cuộc sống làm thợ gớm lắm hả? Không phải vậy anh. Cái cảm giác mình có con không được nhận con, ngay cả mặt nó cũng không được nhìn. Cây. À, anh biết rồi. Chuyện gia đình người yêu cũ chứ gì. Bên đó là đồ yêu sách, lại là tiền nữa phải không?
Em thích bức tranh đó à? Em cũng không biết nữa. Bức tranh nhìn rất là đẹp, nhưng mà em lại thấy hơi buồn, không hiểu lý do tại sao nữa. Thì người vẽ cảm thấy như thế nào thì khi bức tranh vẽ ra nó có không khí như vậy. Tranh này anh vẽ hả? Tranh anh vẽ, nhà này anh xây, cây ngoài kia anh trồng. Nhưng có vẻ anh chỉ giỏi tạo ra những thứ lạnh lẽo cô đơn, giống như anh vậy. Tổ cha, tình nghĩa thì muốn tát cho cạn, tiền thì muốn gom cho đầy. Cay đắng chút, nhưng mà lỗi của mình, cũng không trách gì nhà Liên được, chỉ trách em chả ra gì thôi. Anh không ngờ bên con Liên là sống cạn tình cạn nghĩa gì vậy. Mẹ bà nó, ít ra phải cho thằng nhỏ thấy mặt ba nó, tối ngày chỉ biết tiền với tiền thôi. Đây chỉ là bà ngoại của con em thôi, chứ Liên không phải như vậy đâu anh. Lỗi cũng là do em mà, để cô ấy khổ. Chỉ hận cái là giờ em nghèo. Thôi được rồi, chuyện đó để anh em mình tính. Uống đi. Em có sao không? Dạ. Có bị phỏng không? Em không sao. Thôi được rồi, em đi ra ngoài đi, để anh múc cháo cho. Dạ thôi, để em làm luôn cho xong. Thôi được rồi, để anh. Em ra nghỉ đi. Ê chị hai. Khang. Nhớ quá à. Em cũng nhớ chị. Ba. Con gái, ở bệnh có ngoan không? Dạ con ngoan lắm luôn á ba. Con còn được 10 điểm toán ba. Wow, con gái ba giỏi quá. Khang, chị có quà cho em nè. Em cảm ơn chị. Đi chơi. Cuối tuần em sắp xếp thời gian đưa Thiên Anh qua đây để cho hai chị em nó chơi với nhau nha. Thằng Khang nó cứ mèo nheo đòi chuyện nó hoài à. Dạ, em nghe nè anh. Cô đang ở đâu á? Cả đời mày chỉ có nghèo tiếp xác. Dù tao có chết trong nghèo khó cũng không cần đồng tiền sớ bẩn của mày. Cút đi. Đại ca tao nói đúng đó. Quý mày à, ước mơ mày về làm á. Ý của thằng này giống ý của tao. Bỉ của tao á giống ý của thằng kia. Thì nghĩ kỹ nha. Anh cảm thấy mình kém cỏi hơn bạn bè quan trọng hơn chồng con hay răng tướng Liên
ly hôn. Cả cái dòng họ mẹ chưa có cái đời nào tuyệt tự. Cút về đi. Khi chén rượu, khi cuộc đời, khi xuyên hoa nở, khi chờ trăng lên. Rồi đến một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Mẹ là người mẹ tốt, em là người vợ tốt, mà đôi khi những người tốt lại khó sống chung. Em ước khoảnh khắc này xảy ra trong quá khứ, từ đầu của em nhà. Những cơn gió trượt đến rồi đi ai biết. Anh đi về đi. Ta vẫn cố đi tìm. Anh tìm lấy người khác. Như vậy là trái với luân thường đạo lý. Anh hiểu chưa? Tại sao hắn đến một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Ta thôi hết thăng trầm. Dù em buồn gặng dày. Ta thôi hết thăng trầm. Vì em. Chúng ta không thể sống lại thời quá khứ, cũng không định đoán được tương lai, nhưng mà chúng ta có thể nắm bắt hiện tại. Chúng ta phải cùng nhau thay đổi. Chúng ta phải hạnh phúc.